Thám Võ xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì Thám Võ xin được chia sẻ cho quý vị một cái bài ý kiến, hay có thể nói đây là một bài chia sẻ mà trong thời gian qua nó cũng gây ra một cái hiệu ứng tranh luận quý vị. Tại vì sao tranh luận ạ? Bởi vì là trong cái nội dung của cái bài chia sẻ này đó, nghe thì nó cũng đâu đó cũng ngược chiều, cũng ngược ngạo một chút, trái với cái lối sống mà theo cái suy nghĩ của nhiều người Việt Nam mà đang sống ở hải ngoại quý vị. Nó hơi cảm thấy là hơi bị chổi chổi thì sao á. Tại sao mà Thám Võ lại nói như vậy ạ? Thôi thì bây giờ Thám Võ xin được chia sẻ ngay cái bài này cho quý vị được nghe. Cũng xin được nói với quý vị là bài này là của một anh đang sống ở Việt Nam. Anh đã đăng cái bài này lên ở trên một cái trang mà người ta nói về cái chuyện đi định cư nước ngoài hay là không đi định cư nước ngoài. Anh đã chia sẻ trên đó quý vị. Theo đó thì nội dung đã được cho biết như thế này. Xin mời quý vị và các bạn có thể cùng lắng nghe. Một người Việt đã từng chia sẻ rằng: tôi cảm thấy thoải mái hơn khi quyết định ở lại Việt Nam. Ở bên kia thì chúng tôi nghe nói là người ta phải làm việc rất là quằn quật, nhưng mà cũng không có dư dả được bao nhiêu. Chi tiêu ăn uống thì cũng phải tính toán từng đồng. Cộng đồng ở đó thì họ khó hòa nhập với nhau lắm. Cuộc sống nó rất là cô đơn. Bây giờ thì vợ chồng của chúng tôi đang sinh sống tại Sài Gòn, và chúng tôi cảm thấy cuộc sống nó rất là vui vẻ, nó rất là thoải mái hơn nhiều so với khi mà chúng tôi đã đi du lịch sang bên Mỹ, tức là sang nhà của những anh chị em của chúng tôi. Dù là thu nhập của chúng tôi không có cao bằng so với ở nước ngoài, nhưng mà cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn, cơ hội phát triển về công việc thì nó cũng nhiều hơn. Một vấn đề khác là nhiều người người ta lo đó, lo ngại, đặc biệt là những ông bà của các cháu. Ông bà lo là sợ các cháu không có được sống trong một môi trường tốt như là ở nước ngoài. Tuy nhiên thì cá nhân của tôi thì lại không nghĩ như vậy. Ở phương Tây thì cũng có trường tốt, nhưng mà cũng có trường, cũng phải cạnh tranh dữ lắm thì mới đi vào được. Không có dễ dàng gì mà được đi vào cái trường đó như là người ta tưởng đâu. Những gia đình người nhập cư nếu mà có điều kiện kinh tế thấp, không có dễ dàng mà cho con được đi vào những cái trường tốt. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp, tức là cái anh này cũng đã đi du lịch sang đó trước đó quý vị, không có đi định cư nhưng mà đi du lịch sang ở nhà của những anh chị em của anh đó. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp các cháu nhỏ khi đi học bị người ta bắt nạt, ảnh hưởng cái tâm lý của các cháu rất nặng nề. Cha mẹ thì cứ lo bận rộn đi kiếm tiền, không có nhiều thời gian để mà dành cho các con của mình, dẫn đến việc là các cháu đã bị tây hóa quá nhiều. Đôi khi là chính những người bố mẹ của các cháu cũng không có còn nhận ra đây là con của mình nữa. Về y tế ở nước ngoài thì đúng là hệ thống chăm sóc y tế ở các nước phát triển nó tốt thật. Nhưng mà để được hưởng được những cái dịch vụ đó, người ta phải đóng thuế rất nặng. Còn ở Việt Nam thì mặc dù thu nhập nó chỉ ở cái mức trung bình thôi, nhưng mà chi phí y tế thì nó không có quá cao so với ở nước ngoài. Nhìn chung thì nếu mà muốn định cư ở nước ngoài, người ta phải rất nghèo hoặc là phải rất giàu thì mới cảm thấy cuộc sống nó thoải mái đối với họ. Còn những người mà thuộc cái tầng lớp trung lưu như là chúng tôi đây, thì thực sự là chúng tôi sống ở Việt Nam, chúng tôi cũng vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thực tế thì nhiều người nghèo người ta ít có cơ hội được xuất ngoại lắm, trong khi là những người mà có điều kiện, những người mà khá giả hơn thì họ lại muốn ra đi để mà tìm một cuộc sống mới. Tuy nhiên thì trước khi mà tôi quyết định cái điều này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Năm 1993 tôi làm hồ sơ định cư cùng với ba mẹ và em trai của tôi do chị của tôi đứng ra bảo lãnh. Cho đến năm 1996, ba mẹ của tôi thì được giải quyết hồ sơ để mà đi trước, còn tôi và em trai của tôi thì ở lại. Cho đến năm 2003, chị của tôi mới báo rằng hồ sơ của tôi thì đã được xem xét, tôi thì cũng có thể bổ sung hồ sơ của vợ và con của tôi vào nếu như mà vợ và con của tôi muốn đi theo. Lúc đó thì vợ chồng của tôi thì cũng đã có gia đình. Chúng tôi thì cũng đã lập gia đình, cũng đã tự chủ được cái tài chính, cũng đã mua nhà, cũng đã mua xe. Tôi thì làm cho một công ty của nước ngoài, còn vợ của tôi thì cũng có một cái cơ sở kinh doanh riêng. Sau khi mà chúng tôi nghe chị của tôi tư vấn về cái điều này, nếu mà thu nhập của mấy đứa ở Việt Nam mà từ ở cái mức 40 triệu đồng trở lên đó, một tháng đó, thì không có nhất thiết phải đi nước ngoài định cư đâu.
Nghe vậy thì vợ chồng của tôi đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đi nước ngoài. Chúng tôi quyết định ở lại Việt Nam và chúng tôi tiếp tục làm ăn ở bên đây. Đến bây giờ thì tôi thấy quyết định đó nó hoàn toàn đúng đắn. Con lớn của tôi bây giờ hiện tại thì đang học đại học của năm thứ hai tại một cái trường quốc tế ở trong nước. Cháu nói là sau khi mà cháu hoàn thành chương trình đại học thì cháu mới tính tới cái chuyện đi du học. Còn không thì cháu vẫn cứ tiếp tục cháu học cái chương trình thạc sĩ ở trong nước Việt Nam thôi. Cái chất lượng thì nó không có thua kém gì nước ngoài hết. Vợ chồng chúng tôi thì đã nghỉ ngơi và chúng tôi cũng có cuộc sống ổn định của mình. Kể từ năm mà chúng tôi 45 tuổi, bây giờ thì chúng tôi không có phải hối tiếc gì về cái quyết định mà chúng tôi đã đưa ra. Thì đó là một cái bài chia sẻ ngắn ở trên một cái trang mà người ta chuyên bàn luận với nhau về cái vấn đề là có nên đi nước ngoài định cư hay là quyết định ở lại Việt Nam. Thì anh đăng ở trên cái trang đó quý vị. Thì nhìn chung thì bây giờ đó, nghe qua cái bài này, đầu tiên thì Thái Võ cũng nói là nó trái chiều so với những cái suy nghĩ của những người mà người ta đang sinh sống ở bên hải ngoại. Người ở hải ngoại thì họ lại có một cái lối suy nghĩ là ở nước ngoài cái gì đó là tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thì đối với cái anh này, ảnh cũng có điều kiện được đi nước ngoài, nhưng mà cái suy nghĩ của ảnh thì lại trái chiều lại, tức là ảnh cho rằng là ở Việt Nam thì mọi thứ nó đều tốt đẹp. Nếu như mà cái mức lương của ảnh từ 40 triệu đồng trở lên thì ảnh vẫn sống ở Việt Nam được một cách thoải mái thôi. Nhưng mà bây giờ Thái Võ phân tích như vậy nè, quý vị có thể nghe qua cái sự phân tích của Thái Võ đây. Thì đầu tiên đó, Thái Võ nói về cái chuyện mà ảnh phân tích làm việc ở nước ngoài quằn quặt nhưng mà không có dư giả. Thì quý vị thấy cái điều mà ảnh nói, quý vị thấy sao ạ? Thì thôi, Thái Võ cũng xin trích được cái câu là bên kia chúng tôi làm quằn quặt mà không dư giả, ăn uống chi tiêu thì phải tính toán từng đồng. Quý vị chú ý cái cụm từ tính toán từng đồng. Xã hội thì lại khó hòa nhập, cuộc sống thì lại rất cô đơn. Thì cái câu trích này đó, trước tiên thì Thái Võ phải công nhận là khi mà chúng ta đi làm ở nước ngoài, chuyện mà mình làm cực khổ, mình làm quằn quặt, mình làm vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, cái đó là có thật quý vị. Ở đâu cũng vậy hết. Khi mà mình muốn kiếm ra một cái đồng tiền đó thì bắt buộc là quý vị phải chăm chỉ thì mình mới kiếm được tiền thôi. Tuy nhiên thì cái chuyện mà không dư giả là cái điều đó không chính xác. Theo như Thái Võ nhìn nhận như vậy, sự thật là nếu như mà mình muốn dư hay không dư thì nó do vào cái lối sống và cái cách chi tiêu của mình thôi. Do cái tần suất lao động của từng người mình làm việc nhiều giờ hay ít giờ thôi. Có những người người ta tiết kiệm thì người ta có dư, không không phải là người ta tính toán từng đồng đâu. Nhưng mà cũng có người người ta cũng biết cân đối về cái chuyện người ta vừa làm nè, người ta vừa chi tiêu nè, người ta vừa xài, người ta vừa sống. Người ta làm tới đâu người ta sống tới đó thì cuộc sống người ta vẫn thoải mái, người ta cũng dư được một cái con số nhỏ để tích góp sau này, nhiều khi họ muốn đi về Việt Nam nghỉ hưu hay là dưỡng già gì đó, người ta cũng có tiền. Có người người ta tiết kiệm, người ta tính toán từng đồng thì cũng có cái tiếp người đó thật. Nhưng mà cũng có người người ta biết cân đối về cái chuyện chi tiêu trong đời sống thì cũng có. Chứ không phải người nào cũng như người nào. Nói chung thì chúng ta khi mà mình đánh giá những cái hoàn cảnh của tất cả mọi người đều như vậy thì đôi khi nó chưa được hợp lý lắm. Mỗi người thì họ sẽ có một cái bài toán chi tiêu nó khác nhau quý vị. Có người thì họ lại thích mua sắm. Có người thì họ lại muốn, thí dụ như là một cái bữa tiệc đi. Nhiều người thì họ muốn cuối tuần họ ăn một cái bữa tiệc. Nhưng mà cũng có người thì muốn mỗi ngày, ngày nào cũng là tiệc hết. Nhưng mà mỗi ngày mỗi cái buổi tiệc nhỏ. Còn nhiều người người ta muốn gom những cái buổi tiệc nhỏ đó đó để cuối tuần người ta chơi một cái buổi tiệc lớn luôn, hoành tráng luôn. Mỗi người nhiều khi có mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái cách chơi nó khác nhau là như vậy. Còn anh này anh cũng có nói thêm là cuộc sống ở nước ngoài nó cô đơn quá. Cô đơn hả? Cô đơn hay không cô đơn quý vị? Thì như Thái Võ thấy như vậy nè. Đối với những người mà người ta thấy cô đơn đó, có lẽ là một vài năm đầu á, một vài năm đầu mới cô đơn quý vị. Tại vì sao? Tại vì khi mà lúc này mình mới qua, vốn liếng tiếng Anh mình chưa có. Có những tiểu bang, có những tỉnh bang của Canada thì tiếng Pháp, ở Mỹ thì đa số là tiếng Anh quốc phải không ạ? Thì đúng rồi, ngôn ngữ chưa có mà, chưa có bạn bè thì dĩ nhiên là phải cô đơn thôi. Ở một đất nước xa lạ mà bây giờ mình
không biết nói chuyện với ai hết. Người Việt Nam thì đâu phải là lúc nào cũng được gặp người Việt Nam hoài đâu. Có những tiểu bang thì rất là ít người Việt, nhiều khi ra đường cả tháng trời không gặp người Việt nào hết cũng có. Thì bởi vậy cho nên là phải cô đơn. Mà muốn không cô đơn thì phải học ngôn ngữ, phải chịu hòa nhập với cái văn hóa ở đó. Thì lúc này mình sẽ hết thấy cô đơn thôi. Theo như Thái Võ thấy như vậy. Rồi tiếp đến là anh này anh cũng có chia sẻ là tuy là cái thu nhập ở Sài Gòn, tức là ở Việt Nam của ảnh đó, không có cao bằng so với những người mà người ta sống ở nước ngoài. Nhưng mà đổi lại là anh thấy ở Sài Gòn nó có nhiều cái cơ hội để phát triển, phát triển cái tương lai của gia đình của anh. Nhưng mà những ông bà mà đã đi trước rồi đó, tức là ông bà của các cháu là ba mẹ của ảnh đó, đã sang đó định cư, thì ông bà lại lo lắng là con cháu của mình khi mà nó còn ở Việt Nam thì nó không có được giáo dục trong một cái, hay là đại khái là cái điều kiện về tương lai của các cháu không có được phát triển tốt. Ông bà thì lại lo lắng về điều này. Anh ấy thì lại thấy là cái cơ hội phát triển ở Sài Gòn thì lại rất tốt. Tại sao mà phải đi qua nước ngoài, gia đình qua nước ngoài làm cái gì? Thì về cái quan điểm này đó, Thái Võ cũng muốn nói rằng là mỗi thế hệ quý vị, đôi khi họ sẽ có mỗi cái cách nhìn nhận nó sẽ khác nhau. Anh này thì anh thấy là cái thu nhập của ảnh bây giờ, Thái Võ cho loanh quanh là, như anh nói là 40 triệu hay là hơn 40 triệu gì đó, Thái Võ cho là cỡ 45 triệu đi. Trung bình là 45 triệu đi. Ảnh cũng cảm thấy là bây giờ với cái số tiền đó ảnh đủ rồi. Sống ở Sài Gòn như vậy là thoải mái rồi. Điều đó là tốt đối với gia đình của ảnh. Ảnh thấy như vậy. Nhưng mà đối với những người, người ta có khát khao cao hơn thì sao ạ? Họ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Khi mà họ có nhiều tiền hơn rồi đó, bắt đầu là họ mới thỏa mãn cái nhu cầu của họ và gia đình của họ nhiều hơn. Bây giờ anh này anh có 40 triệu. Sau khi mà chi tiêu hết tất cả những cái trong gia đình, nó bỏ cho là cuối tháng anh dư dữ lắm là từ 10 triệu đổ lại thôi quý vị. Sau khi mà chi tiêu hết đó, dư 10 triệu thôi, có khi là dư cũng cỡ 5 triệu à. Thì với 5 triệu đó anh làm gì? Thì bây giờ anh đi du lịch đi. Thì 5 triệu đi du lịch được ở đâu? Giỏi lắm là đi được Đà Lạt 2 ngày 2 đêm hay là Nha Trang 2 ngày 2 đêm. Đi Phú Quốc thì phải cao hơn à. Tại vì khi mà đi Phú Quốc thì phải tốn cái tiền vé máy bay quý vị. Chưa nói tới cái chuyện là từ Sài Gòn mà đi ra Sa Pa, vé máy bay cũng cao. Hành trình di chuyển thì cũng phải tốn rất là nhiều tiền. Thì anh đâu có được đi, anh chỉ đi du lịch ở trong nước thôi. Anh đâu có được đi du lịch các nước như là nước ngoài. Nếu như muốn đi du lịch nước ngoài cũng được, đòi hỏi là anh phải tích góp cái số tiền trong vòng khoảng 4-5 tháng gì đó, dư khoảng 4-50 triệu thì mới đi nước ngoài du lịch. Nhưng mà chắc gì anh đi 4-5 tháng anh dành dụm như vậy, chắc gì anh đi. Nhưng mà những người, người ta sống ở nước ngoài, người ta làm có nhiều tiền, cái tiền đồng tiền nó, cái giá trị nó cũng cao quý vị. Thì khi mà người ta dư nhiều thì bắt đầu bây giờ người ta sẽ có nhu cầu đi du lịch nè, mà bây giờ không muốn đi ở trong nước. Thí dụ như những cô chú bác Việt kiều Mỹ đi, bây giờ đi hết nước Mỹ rồi, bây giờ muốn đi những nước khác, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Hà Lan, nước này nước kia nước nọ đó, thì họ sẽ đi được du lịch nước ngoài. Thay vì là anh này anh cảm thấy là với cái mức lương 40 triệu của anh du lịch ở trong nước là đủ. Nhưng mà chắc gì anh đi du lịch nữa, Thái Võ tin điều đó đó. Còn những người mà người ta sống ở nước ngoài, dĩ nhiên người ta dư nhiều thì người ta, cái chuyện du lịch đối với họ là chuyện bình thường thôi. Thì cũng đồng ý rằng là cái cuộc sống ở Sài Gòn nó cũng thoải mái quý vị. Có nhiều người thì người ta cũng hài lòng với những gì mà họ có. Tuy nhiên thì nhiều người khác thì người ta cũng đâu có hài lòng. Nhiều người họ cũng có vài tỷ đồng nhưng mà họ cũng muốn làm giấy tờ để đi quý vị. Thậm chí là vợ chồng đang sống hạnh phúc, họ cũng tìm đường để kết hôn giả để một trong hai được đi trước. Sau đó thì một thời gian thì cái người chồng hay là người vợ trước đó đi mà kết hôn giả đó, thì mới lãnh cái người ở lại được đi sao. Nhiều người, người ta có vài tỷ đồng, người ta cũng đi theo những cái dạng đó. Rồi nhiều người thì họ cũng bỏ cái chục tỷ để họ đi theo diện đầu tư kinh doanh gì đó, EB5, EB3 gì đó. Thì bây giờ đó, cái chuyện đi nước ngoài thì do mỗi người mỗi cách nhìn nhận thôi. Rồi bây giờ Thái Võ nói về chuyện môi trường giáo dục. Anh này anh cũng có nói là ở nước ngoài thì nào là những trẻ em thì khi mà vô trường thì cha mẹ không có thời gian gì đó. Rồi các cháu thì bị tây hóa, bị bắt nạt, rồi bị muốn vô một cái trường mà cao cấp thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy câu nói này sao?
Bởi vậy mà lúc đầu Thái Võ nói là anh này ảnh có một cái cách nhìn nhận cũng hơi khác người. Theo như Thái Võ thấy nha, Thái Võ nói theo cái suy nghĩ của mình thôi. Ở nước ngoài thì như Thái Võ thấy đó quý vị, không biết người ta giáo dục cho mỗi một con người cái kiểu gì khi ra đường, dù là một cái người đó và mình, người lạ và mình nha, không quen biết gì hết, gặp nhau họ cũng hello, hi. Hoặc là bây giờ khi mà đi vô siêu thị, mình lỡ mình va chạm người ta, hay là người ta lỡ người ta va chạm mình, dù là ai va chạm ai đi chăng nữa, cố ý hay không cố ý, hay là vô tình, cũng là một cái câu sorry, sorry. Hồi lúc đầu mà Thái Võ khi mà mới qua định cư đó quý vị, Thái Võ chưa có quen mà mình nói, khi mà gặp những cái tình huống như vậy mình xử lý, tức là cái văn hóa Việt Nam của mình khi mà lỡ mà va chạm thì thôi, không cố ý không cố tình thì thôi, cứ ngoảnh mặt mà đi thôi. Nhưng mà khi mà mình qua đây mình thấy được cái văn hóa nó hay như vậy đó, gặp nhau dù không quen biết cũng hello hi cho vui vậy mà, đúng không? Rồi khi mà lỡ mà va chạm nhau hay là không va chạm, cố tình hay không cố tình gì cũng sorry một cái cho người ta vui, cho người ta cũng mát dạ, người ta mát dạ mà mình cũng mát dạ, cả hai đều nói cái câu sorry hết thì cái tình huống đó cũng không có gì phải sinh ra cái chuyện mâu thuẫn với nhau quý vị. Còn nếu như mà quay ngược trở lại ở Việt Nam đó, nếu mà mình đi ra ngoài đường đi, lỡ mà mình đang đi mình đang gấp một cái chuyện gì đó, mình đang đi mà mình lỡ mình dấp vào một cái ông nào đó mà cái ông đó tánh ông hơi cà chớn đi, thì ông quay lại ông sẽ nói với mình sao, thì quý vị cũng biết cái câu nói đó rồi đó. Thì đó cũng là một trong những điều mà Thái Võ thấy cái văn hóa và cái sự giáo dục ở hai đất nước đôi khi nó có một cái sự khác biệt nhau là như vậy. Rồi tiếp nói nữa là ảnh cũng có đề cập đến cái chuyện y tế. Cái gì ảnh đề cập thì Thái Võ nói, nếu như ảnh không đề cập tới chuyện này thì Thái Võ cũng không muốn nói đâu. Còn nếu mà ảnh nói về cái chuyện y tế đó, phải rất nghèo hay là rất giàu thì mới được hưởng về cái chuyện bảo hiểm này kia cái nọ, ảnh nói là như vậy quý vị. Tuy nhiên thì theo Thái Võ thấy như vậy, ở bên Canada đó, ở Mỹ thì sao, Thái Võ không có đi sâu vào cái chuyện y tế của Mỹ, Thái Võ chỉ nói là y tế ở Canada thôi. Lúc trước thì ba của Thái Võ quý vị, đây là một câu chuyện nha, ba của Thái Võ khi mà đang trên đường đi làm, ông ấy bị mệt, cảm thấy giống như là mệt, không biết là sớm giờ mình ăn uống cái gì mà bây giờ sao tự nhiên thấy trong người tim nó khó thở quá, mà đang lái xe anh lại đang lái xe anh, cho nên là mới không lái xe vô chỗ làm, mới đi vô bệnh viện luôn, lái xe đi vô bệnh viện của một cái thị trấn nhỏ thôi. Thì vô đó thì ông cũng làm những cái thủ tục giấy tờ đồ này kia cái nọ, rồi cũng đi vô trong rồi cấp cứu, bác sĩ thì cũng có cho biết kết quả là bị máu nhiễm mỡ. Máu nhiễm mỡ thì cũng lâu năm rồi, cho nên là bây giờ cần phải đại khái là mổ để mà thông cái đường tim gì đó, giống như là thông, giống như là cái đường ống nhà mình mà lâu ngày mà dầu mỡ nó đóng mà mình phải thông ống cống đó. Thì bây giờ ba của Thái Võ cũng vậy, máu nhiễm mỡ thì trong cái đường máu đó nó có mỡ, thì bây giờ đại khái là phải mổ và thông tim. Thì bây giờ cái ca mổ bắt đầu là mới tiến hành. Nhưng mà cái điều đáng nói là sau khi mà mổ xong quý vị, được báo là tất cả chi phí phẫu thuật cho đến nằm viện hay gì thì cũng được bảo hiểm người ta chi trả hết, hoàn toàn miễn phí hết. Từ cái ngày mà lái xe đi vô bệnh viện cho tới khi mà về nhà cũng 10 ngày. Chi phí mổ và chi phí nằm viện cũng không có tốn một cắc một xu nào hết. Về nhà thì cũng rất là nhanh hồi phục quý vị. Thậm chí là có lần ba ông cũng tâm sự đó, ông nói là bây giờ sức khỏe ông còn cảm thấy là khỏe hơn so với trước khi mà ông mổ. Bây giờ cũng 70 mấy tuổi quý vị, cũng vẫn đi làm bình thường thôi. Sức khỏe bây giờ coi như là được hồi phục còn hơn là trước cái lúc mà bị bệnh nữa. Thì cái điều này cho thấy được cái gì ạ? Cho thấy là cái hệ thống y tế tiên tiến tối tân của nước ngoài đó, ở những nước phát triển đó, người dân ở những quốc gia thì người ta chẳng hạn như là ở Canada đi, họ cũng không có cần phải lo lắng là khi mà họ bị bệnh một cái chứng bệnh gì đó nặng hay là họ phải mổ xẻ, họ phải tốn cái tiền chi phí nhiều, không có cần phải lo điều đó quý vị. Tất cả đều là bảo hiểm hay là chính phủ người ta cũng tài trợ hết. Thì đó cũng là một cái ưu thế, một cái đặc quyền, một cái lợi thế của rất là nhiều người mà họ đang sống ở nước ngoài.
người Việt ở nước Canada họ cũng đang, nói chung là họ cũng trải nghiệm về cái điều này, họ cũng hưởng được cái điều này. Thì thôi, thì nếu như mà phân tích nữa đó thì cũng còn nhiều điều để nói lắm. Tuy nhiên thì đó là những gì mà Thái Võ có thể phân tích theo cái khía cạnh và cách nhìn cũng như là cái góc nhìn khách quan của Thái Võ. Thái Võ thấy là cuộc sống ở nước ngoài và cuộc sống ở Việt Nam đôi khi nó có những sự trái chiều. Tuy nhiên thì cái chuyện định hướng đi định cư, quyết định cho tương lai bản thân của mỗi người, đó là do mỗi người đều có mỗi một cách nhìn nhận riêng thôi, cũng không có ai giống ai. Có người thì họ thấy là đối với họ như vậy là đủ, nhưng mà cũng có người là thấy là đối với họ như vậy là chưa đủ. Thì người ta muốn đi, người ta muốn làm những cái gì đó nó cao hơn, muốn cho tương lai của con em của mình nó được tốt hơn, thì họ họ có một cái cách nhìn xa hơn vậy thôi. Thì nhìn chung là ngày hôm nay đây là một video mà Thái Võ xin được chia sẻ cho quý vị nghe cũng như chia sẻ cho quý vị biết. Nếu quý vị thấy cái bài phân tích của Thái Võ là hữu ích, hợp lý, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like, một lượt subscribe, cũng như là quý vị có thể share, chia sẻ cho nhiều người khác có thể cùng nghe và cùng cảm nhận được cuộc sống giữa hai đất nước đôi khi nó có những cái sự khác nhau nó như vậy quý vị. Bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết video này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp.